thế nhiều bạn cũng thắc mắc là đấy à, cũng nhiều ca sĩ hạng như vậy thì là sao mà ca sĩ có thể nhiều bằng những người kia mà lại có thể yeah. đi xe sang hay ở nhà chục tỷ được vâng. thì có nói là thực ra là có những cái mảng thị trường ca nhạc nó rất là đặc thù nó không phụ thuộc vào chuyện tên tuổi mà nó phụ thuộc vào độ dày của cái phong bì như à, Huy vừa nói đấy thì Huy có nhắc đến một cái mảng thị trường rất đặc thù Huy sẽ chia sẻ một chút để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về cái mảng đấy khi mà hát một cái chương trình lớn vâng. thì có thể người ta sẽ mời ca sĩ dựa theo tên tuổi của người đó yeah. để nhắm đến cái đối tượng khán giả đang ở bên dưới xem tức là càng nhiều khán giả biết người ca sĩ đến thì chương trình càng thành công thế nhưng mà những chương trình mà gọi là hát tiệc ấy những không gian nó rất là nhỏ một cái buổi tiệc có khi chỉ có mấy người thôi người ta mời một nghệ sĩ đến thì lúc đấy không phụ thuộc vào cái chuyện là người đấy có nổi tiếng tin tỷ hay không trong bữa tiệc đấy có thể ông chủ tiệc đấy thích cái ca sĩ đó và những người xung quanh cũng thích thì người ta mới mời đúng cái người ca sĩ đấy đến người đấy có thể là một ca sĩ rất bình thường số đông khán giả có thể không biết đến nhưng người đấy cũng có thể là một ca sĩ hàng đầu tất cả ai cũng biết thì cái thị trường tiệc đấy có vẻ nó rất là bí hiểm em lại quan niệm như sau nghệ sĩ mình sản xuất ra một cái bài hát này ừ. thì mình cũng nhắm đến đối tượng khán giả là ai nghe Đấy. không phải là ai cũng nghe được cái bài ấy ừ. cho nên để mà gọi là một nghệ sĩ mình cũng làm như một cái món ăn tinh thần ở trên bàn để cho người ta chọn thôi nhưng mà một người người ta đã chấp nhận bỏ một cát xe như thế này đến để mời một người nghệ sĩ đến thì người ta có quyền này ừ. chọn nhé tên uh, ca sĩ hạng a hàng b hạng c này ừ mình nghĩ là đúng thì ra thì là người ta mời một người sĩ đến và người ta mua cái dịch vụ mà người nghệ sĩ đến mang đó. đến dịch vụ ở đấy chính là gì chính là những cái sản phẩm ca nhạc chính là những cái bài hát để cho người, người, người ta, ta xả truyền người ta đúng được vui đó. người ta được hân hoan người ta ồ về người ta thấy lưng lưng người ta yêu đời ừ. hơn qua ngày mai cái người ta lại e, lao động hăng say đó ừ. người ta sẽ cảm thấy vui hơn thì uh, em thì em không chê những cái điều đó ừ. và thậm chí em cho biết một cái điều bí mật như này ngày xưa thì là không có công nghệ 4.0 không có điện thoại thông minh như bây giờ cho là nghệ sĩ mà có hát trong cái tiệc ấy, thì mình cũng coi như là lúc đùng <laughs> xong rồi đóng cửa lại và chẳng có ai biết gì cả còn thời bây giờ thì đơn giản thôi đấy đang hát say xưa như thế này ông chủ thì không có rảnh để cầm điện thoại quay nhưng mà nhân viên trợ lý đứng bên cạnh hay là mọi người trong cái nhà hàng ấy, đông quá kéo ra vào cái phòng ôi hát hay đấy đông lại nay lai lên chẳng lẽ ca sĩ đang hát đề nghị các anh chị không được live <laughs> stream nữa nhé <laughs> cho nên bây giờ chẳng có cái gì là giấu được cả mình thích mình định hướng mình như thế nào là do quyền của mình ừ. em thì độc lập tự chủ và em có một cái suy nghĩ là cuộc ừ. đời mình sướng hay khổ hay mình chọn cái gì con đường mình đi là do mình mình không thể đổ thừa rằng thì mà là tại gì cái gì cái gì hết đấy đi bằng nôi chân của mình bằng giọng hát của mình được mọi người yêu thương có các xe đem về nhà nuôi vợ nuôi con ừ. và dư giả lại đi làm những việc tốt cho xã hội